Cái đồ gì? Tại BD. Lấy nước uống đi. Đổ ly nước đi. Dục dục cái này. Nước gì cũng được. Có mua nước không? Anh uống em. Cồn cồn pip 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 pip. Uống cái gì mát mát á. Hồ nước lọc đi. Thiếu ăn gì? Thằng em Thấy không ơi? Vậy nốt game vào thấy em nha, em đi ăn cái. Đó mà đâu phải chơi đâu. Sao đi đâu? Game đó không phải chơi rồi. Gì? Ờ, game rồi không phải con trai à? Gì? Chào. Không, để chơi đâu. Thôi uống trà sữa mập lắm. Nhà phải Chào. có lốc À, muốn đúng trà. cây Chào ông rồi. Big C IT Chấm hai Đúng bầu. rồi, nhà là phải có nóc, anh em hiểu không? Cảm ơn Minh Bopper nhé, cảm ơn anh. Nhà là phải có nóc luôn mà. Hãy kìa. Đúng rồi. Ôi. Bầu nào? Gì? Tôi nói chuyện. Nghe giọng là biết hung Anh dữ ấy kêu rồi đúng em gì không? á, anh buồn, em đang bận. Vừa đây. Đi chân chào anh em cái đi á. Bớt. Quá. Nè, chào anh em cái Uống đi. Uống sữa sữa tươi á, uống chứ. Chào anh em cái đi kìa. Anh em kêu anh gì bao anh đang bận. Chào mọi người cái đi kìa. Dự định tương lai là trồng cây thuốc phiện và gì? nuôi con cà phê, phát triển Phát ngành kêu nông nghiệp nước gì? nhà. Đây là cái giáp trả. Kêu em gì vậy? Nói em nghe với. Cảm ơn Sơn Cường nha. Hơi 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 vô duyên Trời rồi đó ơi. Sơn Cường ơi. Cái Cậu nhảy qua dù bạn đi để luôn. anh chơi game. Dướng núi Ok trên đó. Yến nhà phát cà lồn thật. You stupid. Sao đón không lấy Stupid. xe xuống đón nè. Dù quá xì tu biệt. Cần đón không lấy xe đón nè. Tôm cùng pip 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 pip. Cô có bị ngu ngốc không? Cần Không bị đón ngu ngốc, không không? ngu ngốc. Có đón đi, đậu má có xe thì đón đi. Cái thằng lùn Cát Sơn bơ. Cường này đụng đỉ mẹ mà cây vô đầu mày nghe mày. Thằng có rẻ. Cây vô đầu mày nha bảy. Đụng má Bột, không đồ nét nghe linh bột tinh cây vô hoài. đầu nha bột. Một hai câu thì có thể người ta nhịn không được đúng không? Nhiều quá nó thành sập lùn. Hiểu chưa Cường? Sầm lồn là phải cây vô đầu. Bé Cường. Bé Cường. Không cây vô đầu là dùi cui vô mồm.